quát vợ như quát con. Ngày xưa, ngày xưa, ở một ngôi làng, có hai mẹ con nhà nghèo nọ, nương tựa bên nhau, sống cuộc sống vui vẻ. Nhưng vì cha mất sớm, nên ngày đêm mẹ lo làm thuê cuốc mướn, mà hai mẹ con cũng chẳng đủ ăn. Nhờ hiền lành, chịu khó, lại khéo tay, nên mẹ côi được phú hộ trong làng thuê làm gia nhân trong nhà, chuyên lo việc nấu ăn cho nhà lão. Thôi nào con, ra kia ngồi chơi ngoan cho mẹ làm nào. Vỏ trứng nướng thơm quá mẹ ơi. Ngon quá đi. Ngon lắm mẹ ơi. Mẹ ăn thử đi. Ngon mẹ nhỉ. Ngon quá. Hôm nào mẹ rán trứng thì cho con nướng thế này để ăn nha. Được rồi con ngoan. Cha cha, to gan lớn mật ha. Dám ăn trộm trứng nhà ông, lại còn lấm lét vụng trộm nướng ăn hả? Dạ bẩm ông, chỉ là cái vỏ trứng con vứt ra, con bé nhà con nó nướng chơi nên bốc được chút lòng trắng trứng còn sót lại ăn cho vui thôi ạ. Lấy đầu ra nướng vỏ trứng ăn mà lại suýt xoa khen ngợi như thế. Mẹ con mày lừa ông mà, khai thật đi, trộm trứng gà của ông cho con ăn bao nhiêu lâu nay rồi hả? Hóa ra mấy nay ông nuôi cáo trong nhà rồi. Dạ ông ơi, oan cho mẹ con lắm mà. Tình hay lý gian thế kia còn già mồm. Hôm nay ông mà không phát hiện thì mẹ con nhà mày ăn hết trứng nhà ông. Chết thật mà. Xin ông tha cho, con trót dại lần này, từ lần sau con sẽ căn dặn con bé nhà con, đến vỏ trứng nhà ông cũng không được đụng đến nữa ạ. Làm gì có lần sau chứ. Từ mai cấm đến nhà ông làm, sướng không biết đường sướng, lại thâm thục ăn trộm, thế mà vẫn chối cãi đầy đẩy đấy. Ông ơi, oan cho mẹ con lắm. Xin ông đừng đuổi việc của con mà. Mẹ con sống bằng gì đây ông? Ông ơi. Từ đó, mẹ côi không được làm công cho nhà lão phú hộ nữa. Mẹ con côi đã đói, nay lại càng thêm đói. Giờ này vẫn không thấy mẹ về. Sao hôm nay mẹ về muộn thế nhỉ? Trời hạn hán, chẳng ai có gì để sinh con à. Vườn tược thì khô khốc cả, nhà mình đến chết đói thôi. Mẹ hẳn vào nhà nghỉ cái đã. Cô à, lấy cho mẹ cốc nước đi con. Dạ vâng ạ, con đi lấy ngay. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Chắc do đói quá, cả tuần nay nhà mình không còn thứ gì để ăn nữa. Tại mẹ nhường hết cho con á. Mẹ đói lắm có phải không mẹ? Côi ngoan, nín đi con. Con chịu khó tìm quanh vườn, coi có thứ gì ăn được thì ăn đi. Mẹ nghỉ một lúc á, tỉnh lại mẹ sẽ sang nhà phú ông vay một ít gạo. Dạ thôi mẹ nằm nghỉ đi nha mẹ. Chết rồi, mẹ ốm thật rồi, phải làm thế nào bây giờ? Phải kiếm thứ gì để mẹ ăn trước đã. À phải rồi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ ăn chút lòng trắng trứng con nhặt ở góc vườn nhà phú ông về để nướng cho mẹ ăn nè. Con ơi, đừng có lấy thứ gì của nhà phú ông cả. Vỏ trứng đó con mang chôn ra gốc cây sau nhà đi, kẻo phú ông phát hiện lại được thì khổ. Dạ vâng, con đi làm ngay. Vỏ trứng bỏ đi mẹ cũng không cho dùng, biết lấy gì cho mẹ ăn, giúp mẹ khỏi bệnh bây giờ.
gái bé nhỏ. Ta rất thương cho hoàn cảnh của cháu nên đến để giúp cháu. Ta cho cháu hai vật này, cháu mang về làm đúng theo lời ta dặn, rồi cháu sẽ được mọi điều như ý. Là lá trầu và cây nhang bà Tiên trong giấc mơ tặng cho mình nè. Nhớ lời dặn của bà Tiên, côi ủ ngay lá trầu vào ngực, chỗ con tim đang đập thình thịch. Không nghĩ gì đến chuyện bụng đang đói ăn, mắt đang đói ngủ. Sau 3 ngày 3 đêm, lá trầu từ từ chuyển từ màu xanh sang màu vàng rực, hệt như màu trái tim làm bằng vàng. Côi đem đốt lá trầu hòa vào nước và đem cho mẹ uống. Rồi thắp cây nhang cắm xuống chỗ đất mà côi vẫn chôn những vỏ trứng gà như lời bà Tiên dặn. Mẹ đã khỏe lại rồi. Kỳ diệu thật con ạ. Mẹ có cảm giác như vừa sống lại nhờ một phép nhiệm màu. Mẹ ơi, mẹ xem kìa. Chỗ này hôm trước con chôn vỏ trứng, nghe lời bà Tiên sanh trong giấc mơ, con cắm cây nhang lên, mà giờ cây nhang đâu mất rồi? Lại xuất hiện cây gì kỳ lạ nhiều quả thế mẹ nhỉ? Để mẹ hái một quả ăn thử xem sao nha. Ngon quá mẹ ơi, y hệt như lòng đỏ trứng gà. Ngon quá con à. Vừa ngon lại vừa ngọt, còn bùi nữa. Đúng là giống như lòng đỏ trứng gà thật. Lát nữa con hái xuống, chúng ta chia cho bà con chồng sớm mỗi nhà một ít ha. Thứ gì mà thơm ngon như lòng đỏ quả trứng gà quá. Bà con lấy nhiều vào ạ. Thế là người người làng trên xóm dưới kéo đến mua quả trứng gà. Nhờ vậy mẹ con côi thoát khỏi cảnh nghèo đói. Chẳng bao lâu giống cây quý này được trồng ở nhiều nơi. Vì vị thơm ngon của nó giống như lòng đỏ trứng gà nên ai cũng gọi đó là cây trứng gà. Lựa chọn trước thần chết. Theo kết quả kiểm tra, anh chỉ có thể sống được 3 tháng nữa. Anh Năm Tài. Ồ, chú Đức đấy à. Chú đi đâu mà lại vào đây? Em đi khám bệnh, mà sao anh lại ngồi đây sầu não vậy? Sao cái số tôi nó lại khốn khổ đến thế cơ chứ? Vừa mới tích cóp được chút tài sản, định sẽ nghỉ ngơi thì đùng cái, bác sĩ thông báo tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thật vậy ư? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này được chứ? Chú nói sao? À, không có gì cả anh ạ. Em nghĩ là bệnh tật là điều khó tránh. Thôi thì mình còn sống được ngày nào, cứ sống thật tốt ngày đó, gắng lạc quan vui sống và kiên trì chữa bệnh anh ạ. Tôi đem cho mình những món mình thích nhất đây này. Bà mang đi đi. Ở bệnh viện, ông ấy còn khuyên tôi phải lạc quan mà sống. Sao lại? Vậy là ông không biết ông ấy bị bệnh rất nặng, chẳng sống được bao lâu nữa. Trời ơi, chú Đức. Cuối tuần này tôi sẽ đi khánh thành ngôi nhà tình nghĩa cuối cùng cho người dân nghèo. Bà đi cùng tôi nhé.
Thưa ông giám đốc Bảy Đức, hôm nay dân làng chúng tôi muốn mở một bữa tiệc long trọng để cảm ơn ông. Vì nhờ có ông ủng hộ tiền làm đường, làm nhà mới mà cả làng được khang trang hơn. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Thưa bà con, tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm này từ khi nhận được tin từ bác sĩ là tôi chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Vậy là ông sắp chết ư? Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi nghĩ rằng còn sống được ngày nào, tôi sẽ sống thật vui, thật ý nghĩa ngày đó. Hoan hô! Hoan hô ông Bảy Đức! Hoan hô! Hoan hô! Người đâu? Gọi ông Bảy Đức này về đây cho ta. Thưa ngài, tôi đã gọi rất to nhưng tiếng dân làng, tiếng reo hò, tiếng chuồng trống lớn quá, ông ta không thể nghe thấy ạ. Vậy thì hãy cho ông ta được sống. Người có thể lui được rồi. Đó, cũng một hoàn cảnh như ông, nhưng ông Đức đã suy nghĩ và hành động rất khác. Đến ngày tận số nhưng ông ấy được dân làng mở tiệc cảm ơn, không nghe thấy ta gọi mà được sống thêm những ngày tươi đẹp. Thưa ngài, tôi chắc chưa tới ngài. Ngài có thể tha mạng cho tôi được trở về, có được không ạ? Rất tiếc, đời người chỉ được sống một lần mà thôi. Vậy là tôi đã bỏ phí những ngày quý giá cuối cùng của đời mình. Điều tuyệt vời từ tình bạn. Diều của tớ bay cao chưa? Diều của tớ đẹp nhất. Bữa nay cậu cũng không có diều à? Tớ không có. Thằng Tèo bữa nào cũng toàn chơi ké thôi. Tụi mày đừng chơi với nó nữa. Hôm nay cậu ra muộn thế. Ừ, tại hôm nay tớ bận phụ hái rau với mẹ. Mẹ bảo ngày mai sinh nhật tớ, mẹ chịu khó bán thêm, kiếm tiền để mua cho tớ cái áo mới. Mai sinh nhật cậu à, cậu có tổ chức không? Nhà tớ làm gì có tiền mà tổ chức sinh nhật. Với lại, các bạn không thích tớ, có tổ chức cũng chẳng có ai thèm đến dự. Chắc tại các cậu ấy chưa hiểu cậu đó mà. Không phải đâu, tại vì nhà tớ nghèo, suốt ngày phải đi chăn trâu, cắt cỏ, tớ cũng không có những con diều đẹp như các bạn để chơi. Nam ơi! Nam! Thôi chết! Thằng Tèo! Không thể để cho nó biết được. Làm gì mà tớ gọi mãi mới ra thế? Ờ, có làm gì đâu. Thế đi thả trâu thôi. Cậu ra trước đi, chốc tớ ra sau. Sao không đi cùng luôn? À, tớ có chút việc, phải làm xong đã. Ờ, vừa bảo không có việc gì, rồi lại nói có việc quan trọng. Làm cái gì mà lén la lén lút vậy? Nam ơi! Nam! À! Nam ơi! Này các bạn! Tớ có chuyện này! Tụi nó đang nói chuyện gì thế nhỉ? Tụi mình đi ra chỗ kia đi! Đến thằng Nam cũng không chơi với mình nữa rồi. Nam ơi! Nam! Nam ơi! Các bạn ơi! Làm thế nào bây giờ? Để tớ ra. Tèo à, hôm nay tớ với các bạn có chút việc, không ra đồng chơi với cậu được đâu. Vậy thôi, tớ đi đây. Ừ, chào cậu nha. Các bạn ai cũng ghét mình, đến cả Nam cũng không chơi với mình nữa. Ủa, sao không thấy bạn nào sang sinh nhật con vậy? Con không mời các bạn à? Thế nhưng sinh nhật có tất cả các bạn thì con sẽ vui chứ? Dạ vâng.
Đương nhiên con sẽ vui rồi. Nhưng mà... Tèo ơi! Chúc mừng sinh nhật Tèo nhé! Ờ, các cậu... Các cậu... Cậu rất ngạc nhiên đúng không? Đây là con diều mà tớ và các bạn làm mấy ngày nay để tặng cậu đấy. Chúng tớ cứ phải lén la lén lút để làm cậu bất ngờ. Wow! Con diều đẹp quá đi! Cảm ơn Nam, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Vậy mà tớ cứ tưởng... Tèo ơi, con mời các bạn vào dự tiệc sinh nhật đi chứ. Cho Nam ngồi cạnh Tèo nha. Ừ, các cậu ăn táo đi, ngọt lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.